Mỏm đá Hy vọng Hà Giang, một trong những địa điểm check-in nổi tiếng trên cung phượt Hà Giang mà chắc chắn bất kỳ một phượt thủ nào khi tới với Hà Giang cũng sẽ đến đây để check-in một lần. Phía dưới là cổng trời, phía trên là mỏm đá và phía dưới nữa là một vực sâu thăm thẳm. Có thể nói là chúng ta lên đỉnh núi trên các ngọn núi. Và để ra đây để check-in thì chắc chắn bạn sẽ phải có một tâm lý cực kỳ là vững vàng mới có thể thực hiện được. Có lẽ đây là một trò chơi mạo hiểm không dành cho những bạn yếu tim và các bạn có chứng sợ độ cao. Địa điểm này nổi tiếng tới mức mà các bạn phượt thủ ngoại quốc khi tới với Hà Giang chắc chắn cũng sẽ ghé qua đây một lần. Như trong video các bạn thấy, đây là các bạn phượt thủ ngoại quốc. Ở phía dưới là một vực sâu và các ngọn núi ở dưới chân núi. Điều đó để cho các bạn có thể thấy được rằng phong cảnh ở đây nó hùng vĩ như thế nào. Và điều đặc biệt là con đường đi vào với mỏm đá Hy vọng cũng tạo cho các bạn một cảm giác mạnh, kích thích không kém so với mỏm đá. Con đường này khá là đặc biệt, mặc dù vẫn đủ rộng để cho hai xe tránh nhau, nhưng vì phía bên là vực sâu, bên cạnh là vách đá, cho nên tạo ra cho các bạn một cảm giác kích thích cực kỳ mạnh. Và đây là một trò chơi mạo hiểm không dành cho những bạn yếu tim, những bạn tay này yếu, những bạn có chứng sợ độ cao thì cách tốt nhất không nên thử cảm giác để đi trên con đường này, mà hãy yên vị ngồi phía sau để người bạn của mình đưa các bạn đi trải nghiệm trong suốt hành trình. Sẽ ấn tượng hơn nếu như các bạn quan sát từ chiều phía ngoài đèo Mã Pì Lèng đi vào mỏm đá Hy vọng. Còn trong video như các bạn thấy ở đây chính là chiều đi ra, tức là từ mỏm đá Hy vọng ra Mã Pì Lèng. Trên kênh tôi cũng úp một video theo chiều đứng để các bạn có thể quan sát một cách thực tế hơn về con đường này theo chiều từ Mã Pì Lèng đi vào. Nếu các bạn muốn xem, các bạn có thể vào kênh review vượt 24 giờ để các bạn xem và trải nghiệm một cái cảm giác thực tế hơn. Đây là đoạn dốc nguy hiểm nhất, đoạn khúc cua của con đường này. Đây là đôi chút hình ảnh về cung phượt Hà Giang chia sẻ tới các bạn. Chúc tất cả các bạn có những cảm giác cực kỳ thú vị khi xem video này. Và chúc các bạn sẽ có những hành trình thú vị trên con đường chinh phục khám phá Việt Nam. Xin chào và hẹn tất cả các bạn ở trong những video lần sau.